Được rồi, quay đây. Tháp. Cháu xuống Mỹ vô. Giờ này sống rồi. Thôi ngày mai. Bên tay phải giúp mình này. Nếu người lập sẽ đi đoàn như vậy này. Người này nhà mấy cái kia chiếu đó là của mẹ, của mẹ hoặc là vợ. Names. But the Egyptian antiquities department made this wall. The place I was talking about is here. Yeah, crazy. It's not crazy. It's an issue here. Look. What's the problem here? Stop a little. I told him to slow down, but I cannot stop. It's not allowed. I told him to close his feet. That's good idea. Got it? Yes. Yeah, just wait. I brought the invitation here, and they're actually. Đây người ta còn mong ốc làm xong người ta mua được việc này cái mong ốc đây làm xong người ta mua được và ngày xưa người ta biết được nguyên lý là nếu mà để cùng mặt nó sẽ bị mất ta để sau này và thực sự ra nếu tìm ở chỗ này tìm cách vui gì đó tìm mặt và mong ốc nữa cái đồ mà nhiều nhất mong ốc đây là một cái tảng đá to như vậy đó, có nghĩa là dài từ đây mà tốt to như vậy thì người ta đem lên như thế nào, tất cả những cái nhờ sông Linh, nhờ cái tùng ở trên nước về đây người ta đóng những cái bè lớn và cho đá lên trên đó, một năm như vậy thì 3 tháng là có nước lũ thôi và nước nhờ sông Linh bắt đầu chảy từ phía bắc lên phía nam mang theo toàn một trong những cái cực kỳ khó khăn những cái tảng đá này thu về. Ví như như anh nói là hai chục tấn này thì cái thuyền đó phải làm như thế nào để mình hai chục tấn này xuống? Không phải chỉ là nhiều thứ lắm. Nên thực sự đây là một chữ step. Một chữ step. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
No quan. Yeah, Thank you.